Hình ảnh phòng trọ của 4 nữ sinh ở khiến ai xem cũng phải rùng mình. Câu chuyện sinh viên ở bẩn đã không còn xa lạ với dân mạng. Cứ dăm ba bữa nửa tháng lại có bài bóc phốt thái độ sống của sinh viên. Nhưng lạ một điều là dù nhắc nhở thế nào thì các bạn trẻ này vẫn ngang nhiên thải rác bừa bãi. Mới đây, một chàng trai đã phải lên tiếng trước thái độ sống của 4 nữ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm 4 người thuê chung căn phòng lớn có ban công phơi đồ rộng rãi. Tưởng chừng nhóm 4 cô gái khi ở cùng nhau thì sẽ thay phiên nhau dọn dẹp, ấy vậy mà nhóm bạn trẻ lại ngày càng bày biện hơn, biến phòng trọ như bãi rác. Được biết đây là căn phòng trọ của 4 nữ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, với từng ngóc ngách trong phòng đều ngập rác. Dân mạng đã tặng cho 4 cô nàng danh hiệu là Thánh ở bẩn. Theo như những gì bức ảnh đăng tải, từ phòng ngủ cho đến ban công đều có rác thải, túi ni lông lẫn quần áo vứt lung tung. Nếu trong phòng ngủ có thể sạch sẽ một chút thì ban công dường như biến thành kho chứa đồ của 4 nữ sinh. Bát đĩa cũng không được rửa gọn gàng mà quăng đại vào một góc. Dù trong nhà đầy đủ dụng cụ như là chổi quét nhà lẫn lau nhà, nhưng mà dưới đất vẫn vương vãi bùn đất. Hình ảnh này khiến ai nhìn qua cũng rùng mình, vì không hiểu chủ nhân căn phòng là ai mà có thể sống trong môi trường lộn xộn như vậy. Bên dưới bài viết đã nhận về nhiều lượt bình luận chia sẻ của dân mạng. Phần đông đều thắc mắc tại sao 4 cô gái có thể sống trong một căn phòng vừa bừa bộn lại bẩn thỉu như thế. Chưa nói đến vấn đề thẩm mỹ mà sức khỏe cũng rất dễ bị ảnh hưởng khi sống lâu trong môi trường này. Nhiều người cũng lên tiếng góp ý cho thái độ sống của sinh viên, đành rằng các bạn mất tiền đi thuê trọ, tuy nhiên hãy biết gìn giữ căn phòng cho chủ nhà. Họ cũng phải mất công tu sửa và dọn dẹp thì mới có được căn phòng sạch sẽ. Nếu cứ ở bẩn thì dù cho thuê nhiều tiền đến mấy cũng không chủ nhà nào dám cho bạn ở.